lực lượng nhí, tập phim Câu đố kinh hoàng. Bây giờ là câu hỏi thứ 10 và cũng là cuối cùng. Phần thưởng trị giá là một chiếc xe hơi sang chảnh. Một con cá vàng có thể sống được ở đại dương, đúng hay sai? Mời trả lời. Hả? Đúng, đúng. Đã là cá, đương nhiên có thể sống ở biển rồi. Nhưng cá vàng sống trong bể cá mà, không phải sai sao? Sống không, phải là đúng chứ. Câu hỏi ngu ngốc này thì có gì phải ầm ĩ? Đúng rồi đó, mình thấy cũng không có gì vui hết. Đáp án của bạn là... Đúng. Tuyệt, giỏi lắm. Câu đó sai rồi, là sai mới đúng. Đáp án câu này là sai. Thật sự quá tiếc. Không thể nào. Cá vàng là loài cá nước ngọt, không thể sống ở biển được đâu. Chị hiểu rồi, em thông minh quá Lucy. Lucy mà tham gia chương trình này, cậu ấy sẽ lấy hết giải thưởng cho coi. Không đâu, mình không thích chơi giải đố. Vậy cậu chỉ cần trả lời 10 câu hỏi là có thể lấy được giải thưởng đó rồi. Mình không hứng thú với trò này. Vậy quyết định rồi, mình sẽ tham gia chương trình. Vậy mình sẽ dùng não của mình để lấy hết tất cả giải thưởng luôn. Ai cũng có quyền ước mơ. Chủ nhân Zenos, hiện nay chương trình đốt vui là thứ thu hút được sự chú ý của người trái đất, cho nên tôi mới triệu tập ngài Q. Tôi là bậc thầy câu đố giỏi nhất vũ trụ, ngài Q. Đúng, sai, đáp án nào? Không còn ai khác, chính là ngài Q ta. Được rồi, ngươi đã có kế hoạch chưa? Rồi, ta vừa nảy ra một ý tưởng rất hay. Đương nhiên là ngài Von sẽ được vào trong trước rồi. Ngài muốn thắng phần thưởng gì vậy? Là máy chơi game đời mới nhất. Máy chơi game? À ha, đó là bài luyện tập của ngài hả? Ngài đúng là số 1 luôn đó. Ngài là tấm gương sáng của tôi. Hai người hãy nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là kho báu đầy đá quý. Nhưng nếu họ tìm thấy chúng ta ở đây, chắc sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Chúng ta sẽ nói đang đi nghiên cứu người trái đất. Chương trình sắp bắt đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ ra đó liền. À không, ngươi không cần đi đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Sẽ có người chơi được về nhà với phần thưởng hôm nay. Đúng hay sai? Mời trả lời. Đúng. Đúng rồi, bất cứ ai cũng có thể nhận thử thách để chiến thắng được những phần thưởng tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt gặp người chơi đầu tiên nào. Là tôi. Tôi, dẫu tôi đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Được rồi, anh sẽ là người chơi đầu tiên. Đó là chú Dory mà. Chú Dory. Vậy phần thưởng anh muốn thắng là gì? 1000 thùng mì ăn liền. Mình cũng thích mày lắm á. Được rồi, đây sẽ là câu hỏi dành cho anh. Chân sau của một con mèo sẽ có 5 ngón chân, đúng hay sai? Đáp án là... bàn chân của tôi có 5 ngón. Câu trả lời là đúng. Sai rồi hả? Con mèo chỉ có 4 ngón trên bàn chân sau thôi. Đáp án là... sai rồi. Trời ơi, thật là tiếc quá. Chú ấy bị loại ngay câu hỏi đầu tiên. Hình phạt cho câu trả lời sai là bị biến thành đá. Chuyện gì vậy? Em bị thành đá rồi.
Có thể chuyện này cũng không hay với chúng ta lắm. Chúng ta cũng giải tối. Bỏ qua câu đố thì cũng giống như trả lời sai rồi. Sao đây? Có chuyện gì ở đây vậy? Có khi nào là người ngoài hành tinh không ta? Ta là ngài kêu bất thay về những câu hỏi đáp. Người ngoài hành tinh đam mê câu đố. Vậy thì MC thật đâu rồi? Bị biến thành đá rồi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục câu đố thôi. Người chơi tiếp theo mời lên sân khấu. Như vậy là không đúng. Chúng ta phải làm gì đó chứ. Đừng có gấp gáp. Hắn sẽ biến chúng ta thành đá trước khi chúng ta biến hình. Hả? Mình sẽ kéo dài thời gian cho chúng ta. Các cậu cứ nghĩ cách đi. Phô phô nè. Tôi sẽ là thí sinh tiếp theo. Hỏi đi. Sự can đảm của ngươi rất ấn tượng đó. Vân ơi. Vậy được rồi. Câu hỏi của ngươi đây. Không biết được, không biết được. Khủng long bảo chúa là loài khủng long sống ở kỷ phân trắng. Đúng hay sai? Mời trả lời. Câu hỏi của tôi khó quá vậy nè. Đáp án là Jackie. Thưa ngài Von, câu trả lời là sai. Ngài nhớ tới bộ phim khủng long siêu nổi tiếng đó đây. Đúng vậy. Khủng long bảo chúa thuộc kỷ Jura. Đáp án là sai. Đáp án là đúng. Nào, mời thí sinh tiếp theo. Ngay cả Vốt cũng bị hạ gục ngay câu đầu tiên luôn. Làm sao đây? Nếu không ai bước lên thì coi như đều bỏ qua rồi. Các ngươi sẽ bị biến thành đá ngay lập tức. Không có chuyện đó đâu. Rồi chơi xoắn não kết thúc ở đây. Trò chơi sao? Sao người dám chế nhạo chương trình câu đố của ta? Keep ready. Cơ hội tới rồi. Đừng có chừng. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Lực lượng dí đen. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng các ngươi còn sống. Đúng hay sai? Mời trả lời. Đáp án là sai. Ôi trời. Đứng lên. Ngươi cùng làm cái gì vậy hả? Mau đi giúp ngài kêu đi chứ. Tara, Dante, Nacho, các người đâu rồi hả? Đúng là một đám ngu ngốc vô dụng. Mọi người mau chạy đi. Người chạy trốn không giống như trả lời sai đâu. Suzy. Nè tên kia, mau đưa mọi người trở về bình thường ngay đi. Sao ta phải làm vậy chứ? Ta nghĩ người bắn trượt rồi. Max. Tia phản chiếu của ta sẽ không dừng lại cho tới khi đánh trúng mục tiêu đâu. Chúng ta cần xử lý cây gậy đó. Nhận lấy.
Cơ hội tới rồi, chúng ta cùng tấn công. Không có cơ hội đâu. Không có tác dụng. Các ngươi mà còn bắn nữa thì ta sẽ phá vỡ những bức tường đá đó ngay. Việc làm đó rất đáng kinh và không đúng. Cho dù các ngươi có đánh bại ta thì những người đã bị biến thành đá sẽ không trở lại bình thường đâu. Cái gì? Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Cách duy nhất là đánh bại ta trong trò câu đố. Chương trình hôm nay của chúng ta chỉ nhiêu thôi, tốt hơn các ngươi nên về nhà đi. Không còn lựa chọn nào khác, chúng ta rút lui thôi. Bút, Suzy. Lực lượng nhí, tập phim Lucy vua câu đố. Các ngươi đã sẵn sàng cho câu hỏi tiếp chưa? Nếu chúng ta lại không có thí sinh thì tất cả những tảng đá này sẽ bị phá hủy. Đúng, sai, đáp án là gì? Đe dọa tính mạng của người khác là không đúng. Ipas, kết quả phân tích đã có gì rồi? Tôi đang báo cáo kết quả phân tích đi. Kết quả đã cho thấy có một tần số năng lượng đặc biệt ở trong cây gậy, và sức mạnh của tên này cũng được xuất hiện từ cây gậy đó mà ra. Để kết thúc trò này, chúng ta cần phải lấy cây gậy đó. Cho dù hắn ta có làm rơi cây gậy đó ra thì nó cũng sẽ tự quay trở về tay của hắn ta. Chúng ta cần tìm cách khác thôi. Đừng có lo về chuyện đó. Tiến sĩ Bright, tôi đã chuẩn bị sẵn cho một ngày như vậy rồi. Hả? Thử xem cái này đi. Ủa, nhầm. Không phải cái này. Cái này cũng không phải luôn. Đâu rồi ta? Trời đất ơi. À, đây rồi, là cái này. Đây là siêu đĩa ít mới, gọi là rồng pha lê. Với cái này, các cậu có thể tiêu hủy được tất cả bất cứ cây gậy nào dù nó mạnh tới đâu. Đúng là tuyệt vời đó tiến sĩ à. Nhưng mà vấn đề là làm sao để có thể biến mọi người trở lại bình thường được đây? Chỉ có tham gia giải đố là lựa chọn duy nhất sao? Tôi sẽ đi giải đố. Lucy à, cậu làm được chứ? Nếu như mình chịu giải đố trong lần tấn công trước thì mọi người đã không bị hắn ta biến thành đá rồi. Thưa chỉ huy Jen, tôi không muốn hối hận thêm nữa, nên lần này tôi sẽ là người giải câu đố. Được rồi, thầy hứa là cô sẽ đánh bại hắn. Dạ. À, chúng ta đang chờ đợi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của người chấp nhận thử thách. Ta thấy có lẽ một trong những tượng này. Dừng lại, ta sẽ giải câu đố của ngươi. Xem chúng ta có ai đây. Ê, đây sẽ là một buổi đố vui thú vị lắm đây. Vậy thì mời bước lên đây. Có 10 câu hỏi liên tiếp để thắng được phần thưởng. Ngươi muốn có được phần thưởng gì đây? Ta sẽ đáp ứng nếu ngươi thắng. Nếu ta thắng cuộc chơi này, hãy biến mọi người trở lại bình thường. Cũng được thôi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin được phép bắt đầu. Một con chó có 42 cái răng ở trong miệng. Đúng hay sai? Mời trả lời. Câu trả lời là đúng. Chính xác. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai. Thằng lằn bay, thằng lằn mũi mỏ và khủng long ba sừng đều là thằng lằn ngón cánh. Đúng hay sai? Mời trả lời. Sai. Chính xác. Mời đi tới câu hỏi thứ ba. Lucy, bình tĩnh. Sai. Chính xác. Đúng. Chính xác. Sai. Chính xác. Ngươi cũng khá được đó. Giờ chúng ta tới câu hỏi cuối cùng. Chỉ còn một câu nữa thôi, Lucy à. Rồi, Penta là tiền tố trong Hy Lạp, nó có nghĩa là năm. Đúng hay sai? Mời trả lời. Penta. Penta,
trong người máy lực lượng Beta X có 4 người máy Beta X mà thôi. Câu trả lời chính là Lucia. Cậu ấy sẽ bị loại nếu cậu nói đó. Ôi trời, đây có thể là một câu đố mèo. Dạ. Là sai đó, Lucy. Cậu chọn phim X đi, Lucy à. Câu trả lời là đúng. Đúng. Không, sai mất tiêu rồi. Đáp án là đúng. Sao? Ngươi cũng đã trả lời được 10 câu liên tiếp. Ta sẽ tặng ngươi phần thưởng như đã hứa nhé. Đây là đâu? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy ngài Bon? Làm tốt lắm. Cậu ấy làm được rồi. Là mọi người chạy ra khỏi đây ngay. Giờ chúng ta nên biến hình thôi. Thiên à. Câu đố của ngươi vẫn chưa có kết thúc đâu nghe. Chạy trốn đồng nghĩa với việc bị phạt. Trò đố vui kết thúc rồi. Sao lại là ngươi nữa? Bực mình quá đi. Có ta nữa đây. Không có mình cho các cậu khổ lắm ha. Cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Người bắt đầu làm ta bực mình rồi đó. Nervous, chúng ta cần phải có địa X mới có thể hạ gục hắn trong một đòn. Được rồi, vậy thì chúng ta tiến hành thôi. Triệu tập siêu đĩa X. Triệu tập. Rồng pha lê. Không được. Chủ nhân Xenos, xin hãy ban cho tôi thêm sức mạnh. Lực lượng xe Beta X thành công. Công gần hơn không thể vượt qua được lá chắn đâu. Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài. Súng nổ. Bắn. Hắn hấp thu đòn của chúng ta. Bây giờ cho phản chiếu lại kìa. Ray, chúng ta thử công kích trên không đi. Được rồi. Giờ ta trả lại cho các ngươi đây.
Không tác dụng gì hết, phải làm sao đây? Lucy, thử tìm cách tấn công nào đó có tác dụng hơn đi. Mình biết rồi. Tên người ngoài hành tinh này có bốn tấm chắn. Nếu chúng ta tấn công cả bốn cùng một lúc thì hắn sẽ không thể phản chiếu đòn tấn công bên nào nữa. Được rồi Lucy, vậy thì bốn người các cậu tấn công cùng lúc, mình sẽ tận dụng cơ hội tốt để ra một đòn cuối cùng. Đã có. Các cậu à, tấn công. Mấy tên phiền phức này. Để xem người chặn đòn này ra sao đây. Đòn giá chạm sấm sét. Tuyệt lắm, làm được rồi. Chỉ có bốn chúng ta thôi sẽ rất khó. May mà có Ray ở đây, tạo thành năm cánh đó. Năm sao? Tiến sĩ Bright, Penta có nghĩa là năm. Có nghĩa là còn người mấy lực lượng Penta X ở đâu đó đúng không? Chuyện đó. Cô nói đúng Lucy. Thật ra người máy Penta X được nhà khoa học thiên tài làm việc bên phe chúng ta thiết kế ra. Và người máy Penta X thứ 5 được nhà khoa học này tạo ra gần đây. Hả? Mà thiên tài giỏi giang này là ai vậy? Cậu ấy là Zio.